Chào chị Đại Hằng ạ. Thưa chị, em được biết là cà phê rất là tốt cho việc chăm sóc da, nhưng mà cụ thể như thế nào thì lại không rõ lắm. Chị có thể chia sẻ cho Khánh Ly cùng với quý vị khán giả được biết không? Cà phê là nguyên liệu từ thiên nhiên, dùng để làm đẹp cho các chị em phụ nữ rất là tuyệt vời. Ví dụ như là mình nó có thể giúp mình giảm béo, làm giảm lớp mỡ dưới da. Cà phê có thể dùng để dưỡng tóc, làm cho tóc bóng khỏe hơn. Cà phê rất là hữu hiệu trong việc chăm sóc da. Ví dụ như mình có thể tẩy tế bào chết chúng nhanh, làm sáng và làm mịn da, trị thâm quầng mắt. Khánh Ly được biết liệu trình chăm sóc da bằng cà phê tại spa của chị đang được rất nhiều các chị em phụ nữ ưa chuộng. Chị có thể chia sẻ về liệu trình này bao gồm mấy bước và công dụng như thế nào đối với làn da của các chị em phụ nữ được không? Khách hàng đến đây thường sử dụng dịch vụ này nhiều lắm. Để mà tác dụng cho cái việc dưỡng da cà phê nó tốt hơn, nó nhanh hơn, nó thẩm thấu vào da nhanh hơn thì thường sẽ xông hơi trước. Mình sẽ xông hơi khoảng 15-20 phút để cho nở lỗ chân lông và cái làn da mình nó cũng mềm đi. Các cái tế bào chết trên da cũng mềm thì công việc để mà tắm tẩy dưỡng nó sẽ tốt hơn. Nấu cà phê lên cho cái dưỡng chất nó ra nhiều hơn và đợi để cho nó còn ấm nóng thì mình sẽ thoa đều lên da, mình sẽ massage, mình vuốt nhẹ nhàng trên làn da những chỗ mà da bị như là cùi chỏ hoặc là những cái đầu gối, những cái vùng da sần sùi nhiều á, mình sẽ chà sát nhiều hơn. Mình sau một cái chu trình làm đã thì các bạn có thể là mình sẽ ủ hoặc là không ủ, đó là tùy thích, cho cái dưỡng chất nó ngấm nhiều hơn thôi. Sau đó thì mình sẽ tắm lại bằng nước nóng, mình không nên tắm bằng xà bông vì nó sẽ mất hết các cái dưỡng chất trên da. Tuần mình có thể tắm 1 đến 2 lần không sao cả vì cà phê rất là an toàn cho da. Lúc nãy chị Lệ Hằng có chia sẻ là cà phê cũng có tác dụng rất tốt với tóc. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng cà phê để chăm sóc tóc như thế nào ạ? Mình có thể dùng cà phê pha chung với lại trái bơ tươi. Tất nhiên cà phê mình cũng nên nấu nóng lên để mình hấp cho trong tóc thì nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn. Và mình vuốt đều đều lên tóc, sau đó sẽ ủ khoảng chừng 30 phút. Sau mình sẽ gội lại bằng nước nóng. Và cảm nhận rằng là khi mình vuốt xuống rất là nhẹ, rất là mềm mượt, tóc sẽ bóng và khỏe. Hạt cà phê chứa một số chất khoáng như magie, canxi, kali và hàm lượng cao những hợp chất polyphenol là những chất chống oxy hóa hữu ích. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa những gốc tự do để ngăn chặn quá trình hư hại tế bào và DNA trong các loại bệnh tim mạch, ung thư và quá trình lão hóa khiến lâu già. Lợi ích của cà phê trong việc chăm sóc da cũng rất đáng được chú ý. Kích exfoliation và các enzyme có tác dụng rất mạnh làm săn bề mặt của da, giúp da không chảy xệ, giữ ẩm cho làn da giữa môi trường văn phòng hay khói bụi ngoài đường. Nhân đây chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết những công thức để mình chăm sóc da bằng cà phê ngay tại nhà được không? Bây giờ An sẽ giới thiệu cho Khánh Ly và các khán giả cùng một cái công thức để dùng chăm sóc da bằng cà phê. Dạ. Để mặt nạ để mình chăm sóc da tại nhà thì mình sẽ có cà phê xay nhuyễn pha cùng với sữa tươi và cái lòng trắng của trứng gà và một vài giọt dầu ô liu nữa để tăng độ ẩm lên cho da. Chúng ta sẽ dùng một ít cà phê và ít lòng trắng trứng gà. Cho thêm một ít vài giọt dầu ô liu vào nữa. Trộn đều các cái nguyên liệu với nhau. Mặt mình sẽ rửa, phải tẩy trang thật sạch sẽ rồi mình sẽ đắp lên mặt. Sau khi đắp mặt nạ, chúng ta sẽ thư giãn khoảng 20 phút và rửa lại bằng nước ấm. Làn da chúng ta sẽ rất là căng mịn và sáng. Khánh Ly cảm thấy rất là thú vị khi mà với một loại nguyên liệu vừa dễ kiếm này, chăm sóc da dễ dàng mà lại có hiệu quả nữa. Nhưng mà không biết là mình sẽ phải lưu ý những điều gì khi mà chăm sóc da và tóc bằng cà phê ạ? Dùng cà phê để làm đẹp là cà phê từ hạt cà phê mình xay ra, chứ không dùng cà phê hòa tan. Và khi mà cà phê mình đã pha ra mình để làm á thì chúng ta sử dụng trong thời gian sớm nhất, không tránh để nó quá lâu, nó sẽ mất các cái dưỡng chất trong cà phê. Còn một lưu ý nữa là khi mà đắp cà phê lên mắt á, mình không nên bôi trực tiếp cái bột cà phê lên mắt vì rất là nguy hiểm. Xin cảm ơn chị Lệ Hằng rất nhiều vì những thông tin bổ ích đã chia sẻ với Khánh Ly cùng với quý vị khán giả ngày hôm nay để chúng ta có thêm một bí quyết nữa chăm sóc da bằng cà phê. Xin cảm ơn chị một lần nữa ạ.